Thế đi đi mua gì? Đi mua thuốc lào. Đi mua thuốc lào. Em vào tiếp ba nhà chơi. Ba nhà uống rượu cùng bố. Bố á? Ừ. Bố có rượu ác lắm, mỹ linh không uống được đâu. Thế đi đâu mà chân chân thấp chân cao này? Đi sắn quần. Hả? Đi sắn quần. Sắn quần á? Ôi giời ơi, thế xin 25 nghìn để làm gì? Xin 25 để mua mua thuốc lào, mua kẹo cho con. Có vợ chưa? Có vợ. Mấy con rồi? Có hai con rồi. Hai con rồi? Ừ. Làm khỏe đấy. Khỏe. Bao nhiêu tuổi rồi? À, 96 à. 96 à? Ừ. À, thế mấy hôm nay không đi làm gì à? Không đi làm. Không đi làm á? Ừ. Thế vợ con đi đâu rồi? Vợ con á? Vợ con đi chơi. Đi chơi à? Ừ. Thế vợ con đi chơi là mình cũng đi chơi luôn. Ừ, đi chơi. Anh Hải Sapa đang ở trên đấy này, đang ở ngay đây này. Không... Nó bảo lấy chân đi chơi nhá. Anh Hải đang ở đấy mà. Ừ, nhờ. Lên cho anh Hải Sapa chơi. Ừ. Anh Hải đang chụp hình ở đấy đây. Đang chụp hình anh Hải cho tiền mà nhá. Anh Hải cho tiền đấy. Ừ. Đi xin anh Hải, anh Hải nhiều tiền lắm. Ừ, anh Hải cứ anh Hải không phải xin như anh 25 nghìn đâu mà ừ. Xin anh Hải 250. 200 mấy nhỉ? Ừ. Anh Hải nhiều tiền lắm. Thì anh Hải xuống đây hay là xuống? Anh Hải trên kia kìa, mình vừa gặp anh Hải đường ấy. Được nhỉ? Ừ. Tế đi bộ lên. Ừ. Thế đang đi nhỉ? Thế là anh Hải đi là không xin được tiền đâu. Thế đi mua thuốc lá rồi đi đi. Không, ba là đi anh Hải đi nhỉ? Đi anh Hải à? Thế lại đi xin tiền anh Hải à? Nhưng mà có dám xin tiền anh Hải không? Có. Có á? Thế đi xin tiền cho anh Hải cho không? Ừ, nhờ. Thế là hay là chửi cho? Anh Hải chửi cho anh nhỉ? Nhưng mà đi xin anh Hải cho không? Có. Bảo đi xin tiền anh Hải mua thuốc lào nhá. Ừ. Để thế đi. Bây giờ đi anh đeo cùng một đoạn nhỉ? Đi một đoạn à? Ừ. Thế đi xe máy nhá. Ừ, đi xe máy. Rồi. Xe nào nhỉ? Đi xin tiền á? Ừ. Thế định xin bao nhiêu? Xin vài chục. Hả? Đây, mình biết vui. Bất mà đi xin tiền anh Hải. Anh Hải Sapa đây. Anh Hải đây nhỉ? Đây anh Hải đây. Anh Hải ơi. Chào bác nhá. Mình đi vô bảo xin tiền anh đi mua thuốc nào. Đang phải xin tiền anh Hải. Chào các chị nhá. À, chào anh em. Đang phải xin tiền anh Hải. À. Diễn viên của anh Thắng ấy. Hai mươi thần kinh nhỉ? Không. Đấy. Đó. Xin tiền anh Hải. Xin mày muốn xin bao tiền? Xin 100. 100 á? Ừ. Không, 100 ít quá, 50... không cho. Rồi xin 50. 100 ít quá, 50 ít quá, không cho. Rồi mày xin bao tiền? Mấy tên là gì? Minh. Minh Vivo ấy. Là... Minh Vivo á? Đúng rồi, đúng rồi, Minh Vivo đấy. Của anh Thắng. Tiếp viên không Thắng ấy. Của anh Thắng. Mình đi vô đây. Cho bây giờ mày cho tao xem cái sổ mà tâm thần đấy đâu. Sổ để ở nhà rồi, bố cầm đi rồi. Bố cầm sổ tâm thần đi rồi. Ừ. Tao hỏi này nha, bao nhiêu lâu rồi mày chưa tắm? Tắm rồi, tắm thân đều. Tắm đều. Đều. Thế bây giờ mày nguyện vọng của mày là xin 100. Đấy, bây giờ 100 thì tao không có. 50 tao cũng không có. Không có. Ừ. Thế bây giờ mày không có thì bây giờ tính như nào? Bảo Minh Vivu nhảy cho vũ điệu tuyệt vọng. Bây giờ này, anh không có 50, anh không có 100, anh chỉ có 500 thôi. Thế như nào? Anh lấy 50 cũng được. Đi đổi. À, anh không lấy 50, không lấy 500. Không lấy 500. Chỉ lấy 50 thôi à? Chỉ lấy 50. Thì cho 500 mà lấy không? Có. vừa xin 25.000 luôn hả? Vừa xin 25.000 bảo mua thuốc lá, bảo là không đủ, lại thấy anh bảo là quay lại để xin tiền anh để đi mua thuốc lá đấy. Rồi nha, nguyện vọng là cho xin 50, cho 50 được chưa? Được. Xin 50 để làm gì? Để mua kẹo cho con. Mua kẹo cho con à? Ừ. Thế thì không có tiền mua thuốc lá à? Không, không có tiền mua thuốc lá. Thế mua thuốc lá thì bao tiền? Mua thuốc lào thì cũng mất nhiều. Mất nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Một dây 2.000 thì một cây thì 25.000. Nha. Yeah. Biết tính toán hết nhỉ? Biết tính toán, thằng này có nghề rồi. Rồi, đây nha. Nhảy vũ điệu tuyệt vọng. Vâng. Hát nhỉ? Mới hát nhỉ? Đi.
Hát lăn trên thang nhỉ? À. Cắn vào đây để cho nó kêu nhá. Bây giờ giới thiệu lại một lần nữa thế nào? Giới thiệu là gì? Em tên là gì? Em tên là Minh. Biệt hiệu gọi là gì? Biệt hiệu là Thẹn Văn Minh. Không, Thẹn Văn Minh là họ tên đầy đủ rồi. Tôi được rồi, họ tên đầy đủ Thẹn Văn Minh. Có sổ rồi, có sổ tâm thần ở bố cầm rồi. Có sổ tâm thần, bố cầm. Ok, thế là tâm thần nhưng mà già phết rồi đấy. 96 tuổi. Là sinh năm 96. Ok. Thế thì nguyện vọng hôm nay là gặp anh để làm gì? Để xin một ít tiền nữa để mua kẹo, mua kẹo cho con và mua sữa. Mua kẹo, mua sữa cho con. Thế muốn xin bao tiền? Có là muốn xin thêm 50.000 nữa, 100 nữa. Xin 50.000, chứ bây giờ không có 50.000. Không có 100, thế thì định xin bao tiền? Xin 100.000. Không có 50.000, không có 100.000 thì làm sao mà xin được? Nó không có. À, xin 50.000 với 100.000 để cho mua sữa với mua kẹo cho con. Anh đấy không có mua 50%, anh còn toàn 500 thôi. Thế còn lấy 500 không? Có. À. Có đấy. Thế tờ này tờ bao tiền? 50. Thế tờ này? Tờ này 500. Thì ông bảo hộ tâm thần thì tâm thần thì nghe nhá. Vẫn tâm thần. Vẫn tâm thần. Ừ. Thôi này chịu. Vẫn tâm thần. Dạ. Thôi bây giờ như này nhá. Anh cho là cho 50.000. Để mua cái gì? Sữa kẹo cho con. Vâng, à, cho 500 mua sữa kẹo cho con. Cho mua kẹo cho con. Có kẹo rồi. Mua kẹo mút cho con. Mua. Lại mua kẹo mút tiếp. Ừ. Mua sữa cho con. Thôi không, mua 500.000 là mua kẹo mua sữa rồi. Thôi 50 mua là gì nữa? 50 thì để mua bim bim cho con. À, với lại mua kẹo sữa là mua bim bim này. Anh Hải có hút thuốc nào? Thế không xin thuốc nữa à? Xin thuốc Hải Lão có hút thuốc. Vừa mới làm 10 gói thuốc làm vừa vỡ ngực. Đúng rồi, gái xinh quá. Anh Hải, giờ anh lên Đồng Văn hay Mèo Vạc đấy? À, mình giờ mình đi Đồng Văn Mèo Vạc luôn đây. À vâng vâng. Tiền chưa? Hả? Có bao nhiêu tiền rồi? Đem xem bao nhiêu tiền rồi? Còn 25.000 của tôi đâu? Hả? Đây. Tôi có 25.000 lúc nãy xin dưới đường, tôi tưởng là cái trộm cướp đâu về. Tí là nhìn mặt đúng mình nhìn vụ. Đây cho luôn này. Cho đi một thuốc nào. Mà cầm một thận nhất rơi nhá. Đấy anh Thắng, anh Hải cho rất nhiều tiền nhá, cho 500 mấy đấy. Cất cẩn thận để tí nữa lấy 500 về cho vợ nhá. Cho mẹ. Về cho mẹ với lại cho vợ đi. Không cầm thì nó mất đấy nhá. Bán cây lá này cho em. Em mua. Mày mua thuốc. Đấy có tiền rồi. Một cây thuốc lá mà đưa có 15.000 nhá. Mua lại tiền. Có một gói thôi. À một gói thôi. Sao mà được. Đó, cho mày cái bật nữa. Đấy. Là hết 15.000 nhá. Đây là hết tiền nhá. Anh về đâu hay là anh ở đây? Anh về Hà Giang. Anh về luôn rồi nhỉ? Anh về Hà Giang đó, đón vợ, vợ đang chữa bệnh ở đây. Hà Giang. Hết tiền nhá. Bao cái mình gói thuốc nào? Cho gói thuốc là cho bao thuốc là hết nhá. Thế ở đây nhá. Anh đi nhá. Hay là còn ở đây? Ở đây. Hôm nào vào nhà uống chén rượu nhá. Có. Nhà có rượu không? Có. Nhà có à? Bắt tay à? À, bắt tay tốt biết quá. Biết bố, nhỉ? Hả? Biết bố, nhỉ? Bố biết. Thế mình có uống rượu không? Có. Hả? Có uống được nhiều rượu không? Có. Hả? Có uống được nhiều rượu. Uống khoảng được bao nhiêu pep? Nhiều pep. Nhiều pep á? Ôi, nhiều pep thế này thì tính hàng lít à? Được khoảng bao nhiêu lít thì mới say? Hả? Một pep say à? À. Thế mà cũng biết hút thuốc lào áp, à thuốc lá áp hết nhỉ? Nhưng mà 13 hút. Không, không hút thuốc. Về Mỹ Linh không hút thuốc, không biết hút thuốc. Mỹ Linh đây còn không biết uống rượu nữa này. Uống rượu tốt không? Tốt. Hả? Tốt. Uống rượu tốt à? Ờ. Sao mà rít thuốc rít nhiều đấy? Sao mà rít lại rít liên tục thế này? Hả?
Thế một điếu thuốc thì được mấy hơi là hết? Hả? Sao mà rít nhiều thế? Đấy, một phát lại rít tiếp này, chưa được mấy giây lại tiếp này, đấy, liên tục liên thông luôn. Mày cảm ơn bác. Thế nghiện, thế nghiện thuốc lá được bao nhiêu năm rồi? Nghiện thuốc lá được chục năm nay. Chục năm nay à? Thế còn thuốc nào? Là cũng nghiện. Thuốc là cũng nghiện. Thuốc lá cũng nghiện. Thế có nghiện rượu không? Rượu có nghiện không? Rượu không nghiện. Rượu bia rồi. Uống bia. Uống bia là nghiện. Rượu là không nghiện đúng không? Chỉ nghiện nghiện bia thôi đúng không? Tối mang tiền về cho vợ cho mẹ mày cất nha. 500.000 đấy. Tôi lấy 500 về cho vợ hay cho mẹ cất đi nhá. Anh Hải Sapa về cho 500 này đấy. Cho à đâu cho 550 hay là 600. Cho 600 rồi đấy. 600 rồi. Đấy còn 25.000 của anh ấy nhá. Anh tưởng là cướp ra chạy ra Nga ra tay ra chấn lột đang đi tốc độ nhanh phanh gấp. Nhìn hóa ra là Minh Vivo. Chặn xin tiền để đi mua thuốc lào. Thế là hắn lại bắt này. Thế là hắn lại bắt mình đưa ra quán này để mua thuốc lào để gặp ngay anh Hải để xin tiền. Thế nhá, anh đi nhá. Bye bye nhá. Chào anh Vivo nhá. Hẹn gặp lại nhá, hôm nào uống rượu sau nhá. Xin chào nhá. Chào nhá. Đi về đi. Mày đi về mang tiền về nhà đi. Mang tiền về nhà cho mẹ với cho vợ cất đi, anh Hải về cho 600.000 này đấy. Tí nữa lại mất đi đâu bây giờ. Lấy về giờ đi tiền về cho mẹ, cho vợ đi hay cho mẹ đi. Đi bộ về nhá. Nhá. Rồi anh khắc trong nhá. Rồi em về Hà Giang đây. Hết phượt rất nhiều mọi người ạ. Hôm nay Mỹ Linh xuống đón vợ ở Hà Giang mọi người ạ. Bởi vì cái tuần trước ấy, Mỹ Linh có đưa vợ Mỹ Linh xuống để khám mắt ở dưới bệnh viện tỉnh Hà Giang, nhưng mà do là mắt của vợ Mỹ Linh bị thức cùng mạc mắt nên là phải ở lại bệnh viện để chữa được một tuần nay rồi. Thế thì hôm nay bác sĩ điện là vợ cũng đã gọi là cũng bị khỏi dần rồi. Thì hôm nay Mỹ Linh xuống để đón vợ về nhà. Đấy, thì đang trên đường xuống Hà Giang thì gặp Minh Vivu. Đấy. Đấy, trên đường đi thì gặp Minh Vivu là chạy ra ngang. Mỹ Linh cũng đang đi thì tưởng là ai chặn xe, hóa ra là nhìn mặt Minh Vivu bảo là cho đi nhờ. Xong là bảo Mỹ Linh cho đi nhờ rồi, hỏi là có tiền không, bảo Mỹ Linh bảo trong túi còn 25.000, bảo là cho xin nốt 25.000 để đi mua thuốc lào. Đấy, Mỹ Linh đưa 25.000 xong thì đang đi qua đây thì qua cái máy tam giác mạch. Đấy, của anh Nguyễn Tất Thắng đây, ở đây thì là Minh Vivu lại thấy anh Hải Sapa ở đây thì anh Hải Minh Vivu lại nói là đấy, thấy anh Hải rồi lại muốn xin tiền đấy, lại xin tiền đi mua kẹo mút và mua sữa cho con đấy, thế là lại xin tiền anh Hải Sapa được là 600.000 đấy. Thì là hiện tại là Minh Vivu vừa hút thuốc lào xong đấy, thì bảo Minh cầm tiền về giờ cho vợ hay cho mẹ cất đi, bởi vì số tiền anh Hải vừa cho 600.000 ấy để mua sữa và mua kẹo cho cháu. Đấy, thì vừa gửi Minh Vivu tại đây. Đấy, thế thì Minh Linh cũng đang trên đường về Hà Giang nữa, thì Minh Linh cũng xin chào tất cả các cô các bác các anh chị. Đấy, Minh Linh xin dừng và tạm dừng kết thúc video tại đây. Minh Linh xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn tất cả mọi người video tiếp theo ạ.